hồng mình cùng nâng ly. Em ơi, ai tan về chung ngôi nhà, thưa má thưa ba con xin chào tình em kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em, tình ta chẳng mơ vai. Sập sinh ta cho nhau đôi mắt long lanh nụ hôn tràn đầy. Bao năm gian lao giờ đã có dư anh về cưới em. Ruộng đồng có bay ôi là lướt con sông, ba má anh đây đang nôn co cháu bầu. Bước vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu, rượu hồng mình cùng nâng ly. Em ơi, hai ta về chung ngôi nhà, thưa má thưa ba con xin chào tình nàng kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em, tình ta chẳng mơ vai. Không khí rộn ràng, kiểu giang rước dâu bưng mâm phu như Tết. Bà con lối xóm ăn cưới cũng mừng cài bông chúc phúc. Nhé thùng tiền còn chưa hết, pháo hoa rực rỡ ai cũng chúc cho đôi mình sẽ năm mừng đứa bé vuông nữa là song sinh. 1, 2, 3 vô chơi tới bến đi bay, tính thiên viên tiền định cho sắp đặt cho đôi mình. Ôi ơi ơi, anh đi tìm nước, anh đi tìm sông, anh đây đợi trong ngóng em bao ngày. Ôi ơi, sẽ duyên mình cưới trăm năm ngày trôi thương mình em thôi. Bước vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần à. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu, rượu hồng mình cùng nâng ly. Em ơi, hai ta về chung ngôi nhà, thưa má thưa ba con xin chào tình nàng khách hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em, tình ta chẳng mơ vai. Bao môi tuôn rơi ngọt đắng phơi sương, giờ mình vui sướng em ơi, say đắp thêm tình yêu. Mai này đây em sẽ gọi anh là chồng mới, rượu hồng duyên kết phu thê trọn đời mình em thôi. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà, thưa má thưa ba con xin chào tình nàng kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em, tình ta chẳng mơ vai. Gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng
xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê kiều vàng ngựa ô, anh khóc đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo.
kính trình đại diện bên nữ cô. Hôm nay với sự trao đổi bàn bạc ngày dài dài, do vậy họ nhà trai chúng tôi chương trình lễ nhập gia và tất lễ kính trình ông và kính trình đại diện bên nữ cô. Cây đám thôi nồi xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đăng tay càng rù giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bạc đầu. Tờ bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần. Vàng nhạc sập sình vui cả xóm em ơi, biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có sỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nồi, xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến ơi, đặt tay càng rù giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng ban đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi, đặt tay càng rủ nhau. Để đi vào phần nghi lễ nó vô hôm nay, chúng tôi xin thông qua cái chương trình mô hình nghi lễ. Phần thứ nhất là để cho con đẹp. Phần thứ hai là chúng tôi cùng lễ lên đề và chú lễ xin lễ cho tên. Lý do nhà ghế kéo lễ. Thứ ba là chúng tôi trình lễ lại họ. Thứ tư là chúng tôi sẽ giao thay lễ và chú rể cho đại diện họ nhà gái giới thiệu thân tộc và tự lễ với thân thành. Thứ năm là chúng tôi trình lễ cài qua nhà cha đó qua tên cô dâu. Và thứ sáu là chúng tôi trình lễ cho con chồng. Thứ bảy là chúng tôi trình lễ chú dâu. Thứ tám là chúng tôi trình lễ thân họ. Thứ chín là chúng tôi trình lễ họ gia. Như vậy buổi lễ hôm nay còn có chín thành chúng tôi vừa thông qua có tính trình đại diện bên nữ chú hôn và thân tộc bên nữ chú hôn. Xem chúng ta phần trước và phần sau này là các chi chúng ta đóng góp đi cho buổi lễ để tặng gì trước lời đầu tiên là xin thể hiện cái sự trân trọng để chào đón tất cả các đoàn bên họ nhà trai đã đến đây. Và hôm nay là ngày 21, ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão, cũng nằm trong bộ không khí mùa xuân nhân tiện chúc quý vị là sức khỏe, ăn vui và luôn thành công trong cuộc sống. Những nhất là sức khỏe. Để không biết đàn trai hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu đây là bà ngoại của anh cháu Ngọc Trúc, đây là song thanh gia hội của mẹ, kia là bà xã tôi Thu Lê Dưỡng Tư, đây là hai cô út của cháu Ngọc Trúc. Để chuyện gì phải hôn thì xin giới thiệu và qua mắt hiểu của bà nhà trai thì tôi hoạt động với các bút và chúng ta đã chuẩn bị. Vì chắc nhân dịp tiện lễ nó dòm này tôi cũng xin trân trọng giới thiệu thân mật cho mọi người đây để cho trực tiếp đó để mình trao đổi chuyện trò cho nó dễ. Ở đây thì hai Dưỡng phải không? Dưỡng dạ, tội con Dưỡng con mời 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 chứng trình với ông và chứng trình với bà. Hôm nay nhà trai vừa mới đến nhà trình dân phẩm vật tại đài của sáu anh để dân lên của quyền cái tổ chức men và nổ cho hai cháu cái chuyện lâu dài. Trong sáu anh vẫn còn có cái thứ nhất là một mâm lọc, tức là mâm chầu cao kế đó rượu trà bánh và trái cây để dân lên cúng cho tên và chứng trình với ông và chứng trình với bà. Thì xin đại diện lên chúng tôi trước hết là quan hệ đón nhận các công việc bên nhà trai liên quan
vừa qua cái sự chuẩn bị chú đáo, tôi mới thấy được cái tấm lòng thành và trân trọng của bên đàn trai đối với tôi. Xin cảm ơn và xin sẵn sàng tiếp nhận. Tiếp theo chúng tôi xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi, bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bạc đầu. Anh phải cố gắng, bồng ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba La, ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con đôi sao đăng con kính bái cổ quyền, họ nhà con nay bán cách nói tơ duyên, độ cho đôi trẻ bền duyên gian ẩu. Bây giờ cái phần này chắc cho chú ghệ khá nha. Ở lại xin cảm ơn vậy con sáu bốn sáu một hai ba chúng hậu gà rồi còn quay cảnh ta nữa. Thầy cũng kính trình với ông và kính trình với bà đến phần chú rể kính lễ gia tiên đã xong đó, phần thứ hai chúng tôi xin trình lễ là họ. Vì vậy xin quý ông quý bà và đại diện mình nữ hôn cho chú rể tại. Em ơi nói nghe nè, người quê mình chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao, trưởng đàn thần nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất làm vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ, ba con lối sớm hộp ba em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy ó ó ó, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba La, ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta sai ta bái. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Chắc mời mẹ con dâu.
không dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh Nhi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hết chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ mình tay đi anh, bây giờ mình tay nha anh, bây giờ mình tay mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tăng mong kiếm được thằng thú thôi ngô. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Ôi hò, ôi hò, ngàn ngàn hai ly quét sẽ đưa em về. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lem có một vết xước. Bà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Ơi hò, ơi hò, ngàn ngàn hai lý quét sẽ được. Đến phần tiếp theo là phần thứ 6, là chúng tôi trình lễ giả mang chầu, cũng kính trình thân tộc bên họ nhà gái và đại diện họ nhà gái cho vợ bữa nay hay là ba bữa. Theo phong tục tập quán thì việc chúng ta thì xưa thì nó 3 ngày, còn bây giờ nó cũng có sự đổi mới, tức là nay ngày tốt, giờ tốt, mọi sự đều tốt, có chỗ thì cũng cho vợ luôn bữa nay. Thì tôi thấy do cái thời điểm xã hội bây giờ, cái thời gian chúng ta rất là ít. Cái thứ hai bữa nay là ngày 28 tháng 2, năm Quý Mão cũng là ngày tốt. Thôi vậy là đại diện mình ngày ngày thống nhất giữa mình chồng ngày hôm nay. Cái mâm chầu có nhiều cái ý nghĩa trong cái ngày đến hôm nay. Người ta nói mâm chầu là định nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh hồi nào áo trắng áo xanh, bây giờ em đã dạy anh suốt đời. Đúng không vậy? Đúng chân chàm hết tay chúng mày. Còn hay là nó có hai câu thơ gắn liền. Tới dây cầu vẫn lấy thân cao. Nó có hai câu thơ tao nói. Chúc cho dây cầu vẫn lấy thân cao. Chúc cho đôi trẻ bên nhà trọn đời. Thôi phải nói qua đi. Khó quá mà cắt qua trên qua. Và tiếp theo thì chúng ý muốn nói là trai thì hái cao. Nắm tay dùng. Mà nữ thì hái cao. Nếu hái thì hái chẳng đôi. Hai trái cao gọi là xâm thị. Bốn lá trầu gọi là tứ quý. Đó do vậy thì hai con nắm hai góc khăn ha. Giở gì phía sau. Giở sau là người con cầm ơi hò, ơi hò. Bum.
nay chúng tôi chân thành cảm ơn. Và đến phần tiếp theo là chúng tôi trình lễ nước dâu, chính họ và họ gia. Cũng kính trình với ông và kính trình với bà. Cái này cũng xin thông báo các bạn thanh niên mình á, với tờ giấy xe, các chuẩn bị chiếc xe để mà đón dâu lên kia qua. Rồi về phần bên thân tộc bên họ nhà trai mình cũng dùng nước cho xong để mình đếm. Lần sau nhắn đi em ơi, chúng ta về nhà. Quyết định hôm nay ra mặt với ông bà. Hai ta đã đi bên nhau biết bao ngày rồi, chắc để hôm nay xem ngày lành tháng tốt thôi. Đưa lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép. Cho hai cháu mới về thôi, còn người gia mình thì không có đến. Xin cảm ơn. Thì mời tất cả quý vị mình đến đây để mình đưa cháu được không? Dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi. Chú Tam lên đầu rồi mà thiên đường chẳng thấy đâu. Bạn con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cửa để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh ngứa chú toàn chăm lo cuộc sống anh nhàn để gia đình này của chúng ta dịu dàng. Tập trung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, đủ cây dâu bôi xong đến mặt tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nè. Trải qua ngày tháng mà chẳng mang bao thương đau. Phép cưới luôn nà, dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi. Chú Tam lên đầu rồi mà thiên tư chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ trăm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cửa để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh ngứa chú toàn chăm lo cuộc sống anh nhàn để gia đình này của chúng ta dịu dàng. Xin mọi người tập trung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, dù cái dâu bôi xong đến mai tung hoa. Chúc bao uyên ương được sánh bước cùng nhau nè. Trải qua ngày tháng mà chẳng mang bao thương đau. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ sống nhau mình đời. Còn gì mà tính em mới thôi, lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ sống nhau mình đời. Ông từ làng bên đã kết sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xin tươi hồng như lứa tuổi trăng tròn, anh
ngàn đồi xanh bát ngát yên bình. Quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình, xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà dễ nhìn. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn, bảo phòng ba chẳng lo ta sát giai thề, thật tha chân phát tâm tình chàng trai quê hương gì mà tính em mới thôi làm kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi, họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ. Đến giờ phút này rước dâu thỉnh họ về đến đại gia và chuẩn bị để cho lên hôn kính lễ, chúng tôi xin thông báo tất cả vị thần ông bà cô bác chú kiếm dì dượng cậu mợ cô gì tập trung vào nhà trên để cho lên hôn ra mắt. Sang qua bà thờ ông nội và bà nội, con cũng cúi đầu hai lần. Bữa nay ông nội bà nội rất vui mừng và phấn khởi đó, con cúi đầu hai lần. Một, hai, quay ngoài cúi đầu hai lần. Và để tiếp theo phần nội dung, chúng tôi xin trân trọng và kính mời ông bà Nam Chúa. Bấy lâu nay em trông rồi mong chờ ngày anh qua ra mắt gia đình, em mơ được làm cô dâu. Cầu anh chân ba phước trường an, ba nén nhang khóa tỏ đủ điều mà đôi hồng ngọc sáng soi tuyệt diệu. Đây cũng là ông ta kết duyên xe liễu bà Nguyệt Lã mới kết chặt chùm châu. Hai thông gia mang tâm phục khẩn cầu cho đôi trẻ thủy chung vạn đại. Hôm nay nhân ngày 19 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão, gia đình ông bà Nam Chúa Hôn có tổ chức của lễ tân hôn cho con, tức là Văn Hoàng, Khánh Duyên cùng với Ngọc Trúc. Đến giờ phút này hai cháu kính lễ gia tiên, vì phần ông bà cũng về chứng minh về độ cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc như vậy. Hai con cúi đầu bốn lần. Một, hai, ba. Hiện tiền ông bà, hiện tiền gồm có ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại, thì cái phần này chúng tôi xin thông qua. Thông qua nghĩa là sao? Tức là phần ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại không còn ở tại thế, phải không, đã cải hàm phía kia. Do vậy thì phần ông bà thì chúng tôi xin thông qua. Phần tiếp theo thì phần giới thiệu thằng bác và cô, tức là mình giới thiệu bên nội xong rồi giới thiệu ngoại hay quý vị thông cảm cho này nè. Bác chắc nhìn chung đây thì không có thấy bác, cô thì ở đây nhìn thấy có cô chính không. Em bó hoa màu dây tơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Chào cao qua em sẽ theo anh đi về nhà, mình về bên nhau dựng xây tương lai tình nồng không phải tay trong tay áo hoa rong mùa phường bay, còn gì để qua ngày vui hai bên họ hàng cùng nhau nâng ly chúc cho hạnh phúc đôi mình.
mau mau về đây mà nghe em hát mấy câu dân ca. Họ ơi là anh thương em thì thôi. Chiều chiều mình dắt tay nhau đi thăm lúa non trên đồng. Tóc em bay bay thơm mùi mà non. Là anh đắm anh say rồi anh ngất ngày thế là anh quyết nắm tay cùng xây giấc mơ hai đứa sau này. Mà anh yêu em thì phải hứa nhớ là một lòng chen chứa chứ đừng coi như cần mưa. Một lòng yêu nước, một lòng yêu em. Anh đây ông tức lòng vòng vì anh chỉ thích làm chồng em thôi. Em thương thì nói là thương đi. Anh sang gặp mẹ và thưa ba, năm sau chọn ngày anh đưa qua hai ta chung ngôi. Thì tôi xin đại diện nào nhà cái. Đầu tiên hết sức biết ơn cái sự chuẩn bị tiếp đón chu đáo của cái đoàn nhà cái đến đây. Và qua cái trình bày nghi thức từ lễ gia tiên tinh đình đó các bạn, thì đây ở đây làm rất khích khao và đúng theo nghi thức lễ. Thì trong nghi thức lễ thì lời gửi gắm đầu tiên tôi cũng thành tâm trình lên của người thất tổ của nhà trai tiếp nhận câu hôn nhân là thành viên mới trong dòng họ để gia hộ cho nó có được nhiều sức khỏe an vui và thành công trong cuộc sống và cuối cùng 100 năm hạnh phúc. Và các cháu thì cũng mặc dù đã trưởng thành thì cũng xin gửi gắm bên cha mẹ chồng, dòng họ bên chồng và đặc biệt là cha mẹ chồng, mặc dù cháu đã trưởng thành đã có công ăn việc làm đã được pháp lý công nhận nhưng cháu có gặp ra rất nhiều bất ngờ đối với một ngôi nhà mới, do đó hãy cố gắng chung bồi chăm sóc để cho cháu sớm đầu tiên trở thành là thành viên là dâu thảo, sau đó dạy nhiều dắt giáo nó được có những cái đàn con là cháu để nối dõi con đường. Và riêng đôi vợ chồng thì cũng có vài lời để rồi yêu nhau trọn đời, thì các con hãy song hành với nhau kể cả lúc khỏe mạnh cũng như lúc bệnh tật, lúc giàu sang cũng nghèo đói cũng phải đồng hành cùng với nhau, không được vì bất cứ lý do gì mà thay lòng đổi dạ. Thì qua sự gửi gắm đó, cũng mong là bên họ nhà trai chiếu cố và giúp đỡ để rồi cuối cùng tình thông gia đôi bên bền vững. Xin dứt lời. Câu dân ca, họ ơi là anh thương em thì thôi. Chiều chiều mình dắt tay nhau đi thăm lúa non trên đồng. Tóc em bay bay thơm mùi mà non. Là anh đắm say rồi anh ngất ngày thế là anh quyết nắm tay cùng xây giấc mơ hai đứa sau này. Mà anh yêu em thì phải hứa nhớ là một lòng chen chứa chứ đừng coi như cần mưa lứa qua. Làm lòng anh thương quá thương, tiếng hát ngọt ngào đông đưa đưa em về bên anh. Về quê mình đi cắm câu, đâu cần sống sang nhau, chỉ cần hai đứa thật lòng thương nhau, yêu nhau chung hơi mái đầu, đến khi nào tóc thay màu. Anh ơi anh có bằng lòng làm chồng em chưa? Thank you.
anh cũng qua, ngày đẹp cũng qua. Trước thương em nào ngại chi đường xa, anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dẹp mộng quyến ương, về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ là tháng tốt 25, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Người ta thường bảo, bảo sao nè, người ta thường bảo yêu là phải nói, giống như là đói thì mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá cằn. Cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bần thân tay chân nè. Anh thương là thương em thì nhưng mà còn chưa biết ngày nào em mừng. Alo. Cho anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước biết đường canh. Tội đi chơi một mình mà không ngủ, đêm nay lạng quạng trong mơ lại gặp anh. Đâu có ngại gì đâu, mấy sông anh cũng lội, dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua. Bởi vì thương nên là anh chấp hết cho chọn chữ tình chữ nghĩa của đôi ta em ơi. Gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Thế giới cùng
có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Và bởi để tình yêu luôn là chân lý là để sống của mọi thời đại. Chính vì thế mà từ ngày xưa cho đến bây giờ và tận mãi về sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến và đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Và khi yêu, khi đôi trái tim cùng hòa chung nhịp đập, thì những đôi quyền ương chúng ta sẽ nguyện mãi như chim liền cánh, như cây liền canh. Và ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu nhau, thì giờ đây chú rể Văn Hoàng và cô dâu Ngọc Trúc cũng đã quyết định nắm tay nhau đi đến thiên đường hạnh phúc của mình. Và được sự chấp thuận của hai bên thông gia, thì hôm nay gia đình tổ chức một buổi tiệc tân hôn cho chú rể Văn Hoàng và cô dâu Ngọc Trúc. Và kính thưa tất cả quý vị, tay trong tay họ đang dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan của hạnh phúc. Những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng, bởi vì họ luôn thấu hiểu rằng họ sẽ luôn nắm chặt tay nhau. Và giờ đây xin được mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chú rể Văn Hoàng và cô dâu Ngọc Trúc cùng bước về lễ đài hạnh phúc. Mây trời lồng lộng công phụ kính công cha, tần tạo sống hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân đầy cha che chở cho đời con. Đội viên ngưỡng của chúng ta có được ngày vui hôm nay không thể không kể đến những đấng sinh thành họ đã nuôi nấng và dạy dỗ, cho đến khi đội viên ngưỡng chúng ta đã tìm được điểm dừng riêng hạnh phúc của mình. Và trong giờ phút trọng đại này, cho phép đồng nhân xin được giới thiệu và trân trọng kính mời đại diện hai gia đình. Về phía đại diện nam chủ hôn, xin được giới thiệu và xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Phô và bà Nguyễn Thị Hiền là song thân phụ mẫu của chú rể. Một tràng pháo tay được nồng nhiệt để chào đón ông bà nam chủ hôn cùng bước về lễ đài. Về phía đại diện nữ chủ hôn, xin được giới thiệu và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tài Dũng và bà Lê Thị Ngọc Trinh là song thân phụ mẫu của cô dâu. Một tràng pháo tay được nồng nhiệt để chào đón ông bà nữ chủ hôn cùng bước về lễ đài. Sân khấu của chúng ta đó chính là ông bà đại diện nam nữ chủ hôn cùng đôi kim cương, những người đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và trong giờ phút trọng đại này, cho phép gia đình chúng tôi, những người đẹp nhất và hạnh phúc nhất, xin được ra mắt đến toàn thể tất cả quý vị một lễ. Và kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa đồng nhân xin được thay mặt cho gia đình cũng như đôi kim cương của chúng ta, xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã công ngại đường xá xa xôi, bỏ chút thời gian và ngọc của mình để đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Và trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay không thể không có những phần thiếu sót khiến tất cả quý vị không hài lòng về gia đình, thì xin quý vị vui lòng bỏ qua để buổi tiệc của chúng ta thêm phần ấm áp và đầy ắp sự yêu thương của tất cả quý vị dành cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị, giờ đây để tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ hai bên nhân ngày vui của mình, xin được mời đôi bên gương chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức đầu tiên, nghi thức dâng rượu hiếu rượu tình lên hai đấng sinh thành. Xin được tiếp tục kính mời. Về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành tháng tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Xin em chớ lo, dẫu còn nắng mưa dài dầu, dù giật đôi, dù sao rơi, anh thương em nhất trên đời. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành tháng tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Bông. Chờ người mai mối để sớm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng.
còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng người sống chờ ngày mình lên xe bóng. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ lên ba chút sông xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo. Lứa đôi tình thêm băng mà hai nhà thông gia cười ha ha. Bên phải nhà trai nó lấy vui ghê. Tiếng nhạc sập xinh sập xinh. Đám cưới đôi mình lính đinh. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bông. Chờ người mai mối đây sớm tôi có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng. Còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo. Lứa đôi tình thêm mặn mà hai nhà thông gia cười ha ha. Xây hết đêm ngày qua ngày mai mình cùng xây đắp tương lai. Cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lành đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Sẽ kết hoa màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo. Lứa đôi tình thêm mặn mà hai nhà thông gia cười ha ha. Bye.
bánh chưng. Anh vẫn sống hôm một mình, anh đi nhờ người mai môi, tìm người chung lối. Get go đi, chịu anh không từng anh đi bé ơi. Ok thì anh lên dây góp, mình đi coi ngay top qua bên nhà gái. Anh chơi hơi nay bao qua lâu gian chơi, dù mừng cầm trên tay rồi, còn chi mà phải nghi ngờ. Cạn ly đi bé ơi, từ đây về chung một nhà, anh thôi sẽ không la cà. Yêu em anh hứa thật thà, vậy nha get go. Ok, không đâu không đâu bé ơi, anh đây chịu chơi nhưng mà không mời. Yêu anh không lộ em chỉ có lời, vậy mà chờ chi còn không bước tới. Anh đây đẹp trai lại còn vui tính, anh độc thân nhưng lại rất chung tình. Thương ai thương ai thương ai thương ai là anh thương hết mình. Anh đây độc thân vui tính, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nết, đẹp luôn cái tinh tình. Mà sao tìm hoài không thấy, chưa có ai chịu ưng. Qua mấy chục nồi bánh chưng, anh vẫn sâm hôm một mình. Anh đi nhờ người mai môi, tìm người chung lối. Get go đi, chịu anh không từng anh đi bé ơi. Ok thì anh lên dây góp, mình đi coi ngay top qua bên nhà gái. Anh chơi